Chào các bạn, hôm nay kênh Hiền Insight sẽ cùng bạn tìm hiểu cấu tạo bên trong chiếc bàn chải đánh răng điện của hãng Orambi để từ đó đánh giá xem là có những cái hỏng hóc nào thường xuyên xảy ra và chúng ta có thể chữa được nó hay không. Đây là phiên bản sản xuất tại Trung Quốc sử dụng pin sạc NiCD. Chúng ta còn có một phiên bản khác sản xuất tại Đức sử dụng pin sạc NiMH và cũng sẽ được kênh Hiền Insight tìm hiểu và so sánh với phiên bản này trong một clip khác. Để tháo bên trong, chúng ta sẽ tách cái đầu bàn chải ra khỏi thân bàn chải. Chúng ta sẽ dùng kìm để giữ chặt cái phần nhựa bao quanh trục của đầu bàn chải. Giữ chặt thôi nhá không cần bóp mạnh quá nó sẽ bị vỡ. Sau đó sẽ dùng lực để xoay cái thân bàn chải theo chiều ngược kim đồng hồ. Chúng ta xoay lựa từ từ thôi. Và chúng ta quan sát cái phần nắp trên đã được tách dần ra. Chúng ta xoay từ từ theo chiều ngược kim đồng hồ. Và nó sẽ rời hẳn cái phần nắp trên ra. Bây giờ có thể dùng tay để kéo toàn bộ phần ruột của bàn chải ra được rồi. Chúng kéo ra và sẽ nhìn thấy bên trong của chiếc bàn chải đánh răng oral Một chiếc bàn chải rất nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam Ta có thể kéo hoàn toàn phần thân ra ngoài và quan sát thấy mạch điện này Và cuộn cảm ứng dành cho sạc không dây Ok, sẽ tìm hiểu sau Chúng ta sẽ kiểm tra xem trong này còn gì không Bạn lắc ra và có một cái lò xo Chiếc lò xo này có tác dụng là cố định cái phần lõi bàn chải với thân bàn chải để nó không bị lúc lắc ở bên trong đây là một chiếc bàn chải cũ và bước đầu chúng ta quan sát thấy có một số vết oxy hóa ở trên mạch điện, chứng tỏ cái bàn chải này đã bị nước vào trong quá trình sử dụng. Đây chính là nguyên nhân chính gây hỏng bàn chải để răng điện. Về cấu tạo thì ở dưới đáy chúng ta có cuộn cảm phục vụ cho việc sạc không dây. Cuộn cảm này sẽ được gắn với mạch điện, đây chính là mạch điều khiển trung tâm, giúp điều khiển việc sạc pin cũng như việc đóng tắt mở cái motor ở phía dưới, làm cho đầu bàn chải chuyển động. Đây là cái cơ cấu chuyển động giữa motor và trục quay của đầu bàn chải. Nhờ cái cơ cấu này thì đầu bàn chải nó không quay tròn mà nó sẽ chỉ, chỉ quay lắc thôi. Chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn cái phần đầu bàn chải. Phần đầu bàn chải này được thiết kế chống nước với cái gioăng cao su màu đen. Gioăng cao su này bao quanh thân bàn chải. Thì vậy khả năng nếu có nước vào ấy nó sẽ vào qua trục xoay của bàn chải. Chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn ở bên trong. Và đây chính là nguyên nhân nước vào đấy ạ, qua cái trục của đầu bàn chải. Tại đây cũng có thiết kế gioăng cao su chống nước, tuy nhiên vì nó chuyển động ấy, thế nên thành ra việc chống nước cũng sẽ bị hạn chế. Đây là cái gioăng cao su chống nước này sẽ lật lên để các bạn nhìn rõ hơn Doan cao su này sẽ hạn chế nước đi từ phần trục vào trong thân bàn chải Qua đây chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm sử dụng bàn chải điện Đó là không nên ngâm hoàn toàn bàn chải điện vào trong nước Hoặc là xả nước trực tiếp từ trên xuống vào trong cái đầu trục bàn chải này Nước có thể sẽ vào trong Còn đây là cơ cấu truyền động của chiếc bàn chải đánh răng điện Orambi Các bạn thấy motor xoay Nhờ cơ cấu bánh răng và trục khỉu Nó sẽ đẩy cái trục bàn chải lắc qua lắc lại hai bên Chứ không quay tròn đây các bạn quan sát ạ. Nó sẽ lắc hai bên, quan sát cái phần gioăng cao su kìa. Lắc nhá, không quay tròn, đúng không ạ? Việc lắc qua lắc lại sẽ giúp đầu bàn chải không làm tổn thương đến răng giống như việc quay tròn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giải phẫu sâu hơn ở bên trong. Ta sẽ dùng mỏ hàn để tháo tách mạch điện ra khỏi motor và viên pin sạc. Để tách phần mạch điện với cuộn cảm ra khỏi khung, chúng ta sẽ đẩy cái chốt này nó sẽ ra thôi và dùng tay kéo nhẹ ra. Đây là phần mạch điện của bàn chải đánh răng Brown, nó có nhiệm vụ điều khiển sạc pin và điều khiển mô tơ hoạt động. Thương bàn chải đánh răng điện bị hỏng là do bo mạch này bị oxy hóa do nước vào. Còn đây là phần còn lại trong thân của bàn chải. Chúng ta sẽ có viên pin sạc. Đây là viên pin NICD 1,2V và có thể sạc lại nhiều lần. Có hai loại pin nhé, loại NICD như in trên vỏ đấy ạ và một loại khác là NIMH. NIMH thì có vẻ an toàn hơn NICD một chút. Nếu bị chai pin và không sạc được, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng một viên pin khác chỉ việc thay thế lắp vào đây thôi. Còn đây là phần động cơ chính của bàn chải Braun. Để tháo ra chúng ta sẽ tách hai phần nhựa. Phần trên này nữa. Và chúng ta tách được cái phần truyền động ra khỏi motor. Đây là chiếc motor đã có gắn sẵn cái bánh răng. Đây là động cơ điện một chiều. Trên thân vỏ không có ghi thông số nào cả. Khả năng đây là động cơ có điện thế 15 v Và các bạn thấy là do bị nước vào nên nó cũng bị oxy hóa, tuy nhiên chưa bị hỏng vẫn quay được. Còn đây là bộ phận truyền động giúp cái phần trục bàn chải lắc qua lắc lại. Chúng có thể tháo ra bên trong để tìm hiểu kỹ hơn. Đây, cái trục bàn chải sẽ lắc qua lắc lại nhờ cái hệ thống trục khỉu ở dưới. Đây là hệ thống bánh răng trục khỉu. Truyền động từ motor đến trục của bàn chải. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành việc giải phẫu và tìm hiểu cấu tạo chi tiết bên trong của chiếc bàn chải đánh răng điện Orambi. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ủng hộ đăng ký để xem video tiếp theo của Hiền Insight cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại